nay ngày 26 mình có giới thiệu cho bạn mấy bạn là mấy món đồ sơ sơ nha. Có những món đồ mình bán, có những món đồ mình lấy cũng được, ít quá tại mình để đó luôn nha, chứ mình không không bán được. Đó thì vô mấy món đồ nào bán, anh em nào lấy thì nhắn tin cho mình nha. Món đồ nào mình không nói không bán là không bán nha, để mình review cho anh em tham khảo. Còn kềm này mình bán nè, mình có số lượng khoảng chục cặp anh em ạ. Kìm nha, cái số 1 thì anh em xem kênh nhớ cho mình một like để đăng ký kênh nha. Đó, đăng ký kênh thì anh em bấm cái chuông nha, thì mình có clip mới thì sẽ thông báo tới anh em. Mình bán với hình thức là chuyển khoản nha anh em. Chuyển khoản xong là đã bao gồm phí ship. Đó thì anh em cứ chuyển đủ số tiền là anh em nhận hàng xong, khỏi phải trả gì nữa. Đây là một cọc kìm cắt linh kiện nè. Kìm này là hoàn toàn mới chưa xài hết nha. Đây. Có lò xo luôn. Lò xo trợ lực nha. Đây. Thì anh em về cứ tra mã trong đây nó có nè nha, đó anh em cứ tra ra nha, đó mình sẽ soi kỹ cho anh em coi. Đó kiềm này mình tra mã ra mười mấy đô rồi. Đây đây trong đây nó có hàng chữ nhật nữa nè, trong đây chữ nhật dưới đây là cái gì nữa, đó mình soi cho anh em coi luôn nha. Đó thì còn anh em nào thường mình đi bãi có hàng về mình chụp hình trên Zalo trước, anh em nào muốn mua dễ thì kết bạn Zalo với mình sẽ đăng đó anh em dễ mua hơn. Zalo mình số điện thoại này luôn nha. Đó thì một cặp kìm này mình bán giá là 150 nha, hôm nay có 3 4 món thôi thì mình không có ghi số. Anh em lấy cái dù kìm là anh em nhắn kìm cho mình nha. Kìm này kìm cắt linh kiện nhỏ nha, đó thì hoàn toàn mới chưa xài nha anh em. Thì nó có màu trắng ơi, nó có màu đen với màu xám đây nha, để mình đo kích thước cái kìm này cho anh em coi nè. 12,5, nói chung nó về cái này một lô chung với dít anet đồ tùm lum hết nè. Đó, dít thử điện anet nha. Đó nó thì đó một cặp về mình bán 150 nha, đã bao gồm phí ship nha anh em. Đó đã bao gồm phí ship, nói chung này bán cái này kiếm tiền cà phê thôi. Đây đó, cây này là cây màu đen nè, anh em nhìn nè. Đó thì một cặp nó có hai cây nha, 150 đã bao gồm phí ship. Đây thì cái mình cắt anh em nhìn thấy nè, chưa xài nha, lâu lâu thì có một cây nó bị dính sét thôi chứ không có gì, không hoạt động bình thường nhưng mới chưa xài nha. Đây mình cắt thử dây điện này rất là bén á, đây nè, rất ngọt luôn. Dây này dây mềm nó còn đứt nè. Đó. Đó thì rất là ok nha. Rồi cái này kìm, kìm này thì mình có số lượng nhiều nha, còn cái này thì mình có ba cây, ba cây. Anh em nào chốt trước thì chốt trước đó thì mình bán trước nha. Nếu mà điện thoại không được cho mình thì cứ nhắn tin nha, tại vì chiều mình đi công chuyện nha, mình vô phải vô bệnh viện rồi thì nghe điện thoại cũng bất tiện anh em. Anh em cũng thông cảm cho mình chứ không phải là mình chảnh gì hay gì tại vì không nghe điện thoại. Đây là một cây lấy đồ trong góc nè, đây là đầu mũi 500 ấy nha anh em. Cây này nó làm hoàn thành, nó chưa đóng chữ nè, thì nó nằm trong lô anet, mình nghĩ cái loại này là của anet nha, bẻ cong nha. Đó phải công lấy đồ nè, lấy để hít 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 những miếng con ốc hay con tán gì anh em lọt trong góc mà không đút tay vô được nha. Anh em dùng cây này thì cái cây này nó khá là nặng nha, nó hai lần mấy một cây, khoảng 2,5 lần một cây đó. Thì để mình đo tổng chiều dài của nó nha, mình có ba cây rồi nha anh em. Rồi nó 6 phân nè, không 60 á đó, ba cây. Cái này ba cây mình bán giá 100.000 một, ơi bán giá là 200k một cây nha, đã bao gồm phí ship luôn nha anh em. Rồi cứ anh em về nhận chuyển đủ số tiền đó là nhận hàng, khỏi phải trả gì nữa nha. Đó này mình có số lượng có ba cây thôi nha. Rồi tiếp tục dũa nè, dũa thì mình có một bộ về mình bán là 16 cây nha, 150 đã bao gồm phí ship. Anh em nhìn hiệu hiệu này có ha, một cặp và nó có hai cây hiệu con cá nha. Hiệu con cá này dũa rất xịn, nói chung là dũa hôm nay là xịn, hoàn toàn chưa xài nha. Hôm qua nó bị dính một tí nước, nó có che khét một tí. Thì cái độ dài cái cây dũa này là nó 2 tấc, cái phần lưỡi của nó không là 1 tấc. Đây con cá ở đây nè anh em, nó có mã đây, anh em về cứ tra ra là nó là số tiền nha, mình tra ra thì nó mắc lắm. Đây đó thì nó có một bộ, nó gói còn gồm chung chung tùm lum đó nha anh em. Đây là dũa bầu nè, dũa bầu này cũng có cái bình hồ lô đây nha. Nói chung là dũa hôm nay mình bán có chữ hết á. Đây nè, đây cũng có bình hồ lô nè, tu bô qua vậy nè, tất cả. À, dũa này là cực kỳ mịn luôn nha anh em, hai cây này là cực kỳ mịn nè, cây này thì hai mặt luôn nha, bầu mịn hai mặt, cây này thì không có mịn lắm nha. Đó cây này cũng mịn nè, đó cũng láng mịn nè.
chung là nó cây này thì cái bảng của nó là, để mình đo luôn cái bảng này cho anh em coi nha. Đó, nó 7 ly nè. Thì còn còn cái bảng dài này nó là 15 này nha. Đó, tổng chiều dài của nó là 15 luôn. Đó, thì nó thêm một bộ nó là 6 cây nha anh em. Đó. Tất cả là có chữ của bình hồ lô ở đây luôn nha. Đó. Xịn nha. Cái này cây cây vỗ bầu hai mặt nha anh em. Dài khoảng 2 tấc, lưỡi nó thì khoảng 1 tấc thôi. Chung cây này cũng vậy. Đó, hai cây này cây dẹp. Một cây nhỏ, một cây lớn. Đó, thì cái này vỗ này thì mình có khoảng 10 bộ thôi. Cái này mình bán giá 150 6 cây bao phí ship nha. Chuyển khoản, anh em chỉ nhận hàng thôi là không phải trả gì nữa. Thì bộ này cũng y vậy. Nó gần gần giống nhau thôi. Đó, cái này mình quay sơ hai bộ cho anh em coi đây nha. Cái này mình có khoảng chục bộ. Đó, thì mình làm trên đây hai bộ 150 một bộ nha anh em. Đã bao gồm phí ship. Nói chung là vụ vụ này là có chữ có mộc hết nha. Vụ này xịn đó, bình hồ lô đây, hiệu này hiệu con cá nè. Nó tất cả có mộc đây hết, em nhìn kỹ nè, có mộc có dấu hết nè. Có chữ hết nè, đó. Này nó đội soi nó cũng khó thấy nè. Rồi cái cuối cùng là dũa là 150 một bộ nha anh em, đã bao gồm ship. Đây là bộ vít thử điện nè, nó thì nó về mấy cái lô này chung với cái này vít thử điện của Anet nha. Anet đó, Anet Anet sao băng nè, AC từ 100V đến 240V nè. Trong đây là nó xài hai viên pin nha anh em. Đây, cái này là mình chưa có pin để mình gắn vô. Cái này là bán giá một 120.000 một cây, đã bao gồm phí ship luôn nha. Đó, đầu nó đầu dẹp nhỏ nha. Thì cái này anh em, cái này mua về mình cũng phải làm lại, mình tốn hết một mối công. Nói chung có cây thì về nó không chạy, nó bị lỏng dây chân đây nè. Thì mình phải rút ra mình hàng lại, đây mình chỉ nè. Nói chung mình bán cho anh em là nếu mà bán là sẽ có bán là chắc chắn sẽ có hoàn thiện. Cái này thì mình không có dám lấy nhiều nha anh em. Anh em nào đặt thì cứ nhắn tin cho mình sẽ lấy về nhiều. Tại cái này nó làm cực công quá mà trả lời được nhiều. Thì nói chung bán hết cái lô này kiếm tiền cà phê đó. Đó, đây trong đây anh em thấy không? Cái này tượng trưng, cái này rút ra nè, nhiều khi nó bị lỏng dây trong đây nè. Về anh em phải chích mỏ hàng hàng lại nó mới hoạt động nha. Đó, đó. Có con thì nó đứt ra phải chích chấm lại nè, đó. Trong đây là nó xài hai viên pin tiểu nhỏ, hai viên pin mà giống như loại pin đồng hồ nhỏ nè. Cho mình chỉ cái đặc điểm nó, nội dung nó làm này luôn nha. Đó, thì đây thắng lý ở đây nó có cái móc mà nó về nguyên lô này, nó không có cái móc nha, thiếu đồ nó mới về được đó. Ở đây thí dụ dây điện anh em cắm ở đây nha, cắm điện vô rồi có thể đo ở ngoài đây, đo dây điện là đo dây điện ở đây á, cự ly gần thôi nó chứ không có bắt rất xa lắm nha. Đo dây điện đây là nó sẽ sáng đèn lên luôn. Để thí dụ cái ổ cắm, một cái ổ cắm bằng mũ đây, mà cái lỗ cắm điện nó ở đây, anh em để sát vô đây thì nó cũng sẽ bắt điện lên, thì nó cũng sẽ bắt điện lên cái này nha. Đó. Coi như giống như là nó rọt, nó dò dò điện á, dò điện như ổ cắm luôn, là coi có điện hay không nha. Đó, thì anh em nào muốn coi cái clip mình test rồi á thì kết bạn Zalo mình gửi cái clip cho anh em tham khảo vào chơi nha. Thì đó, rồi đây thì sáng về cũng lô chung nè, cái này mình không bán nha anh em. Còn vít thử điện này là 120.000 một cây của Anet Mét Sa Băng nha, ngoài nha, Anet Sa Băng. Cái này là gắn cho xài cho máy vít, 500 máy bán vít nè. Cái này là đầu đầu vít nhỏ nè, B1 B2 này đầu nhỏ nè. Còn cái này là xài đầu vít 6 ly nè, đút vô chúng ta đút mũi vít vào đây là nó sẽ không có rớt ra, 500 nó hít cũng mạnh lắm. Thì nó về nó chung cái lô này, chung với cái lô Anet với kìm rồi nè, dũa nè, với mấy cây này. Đó. Đây thì cũng có một mớ móc này, mình lượm được có 4-5 cái mình để dành mình chơi luôn. Đó, 4-5 cái qua nét luôn ha. Đó, cái này để gắn mũi vít vô đây nè, cái này bằng mũ nha nè, nó cũng nhẹ à. 4-5 cái này mình để mình chơi, không có bán. Thì mấy món đồ nào mình bán mình nỡ bán nha. Rồi anh em mua này thì cứ điện thoại cho mình, không được thì nhắn tin nha. Để chiều mình bắt bận mình vô bệnh viện nhà. Chung nó xảy ra đủ cái chuyện hết anh em, không phải lúc nào cũng hoàn thiện đâu. Rồi chúc anh em có một ngày thật nhiều sức khỏe.